lại là Digi House. Rider, vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Phải, sao nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ khó để không còn nhớ, không còn nhớ. Oh baby girl, let me know. Để lại đông đô nát trong biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong như đông hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu. I will let you go. Và từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau. Yeah. Nửa mà nơi xin này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Là nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Chúng ta đã hết cơ hội, em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồng tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu. Anh vẫn cứ tin điều thần kỳ sẽ tới. Nhưng có lẽ định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối. Chẳng thể chỉ là trùng hợp bắt đang kéo đến từng đợt. Anh luôn hy vọng rằng qua ngày mai cả hai sẽ tìm được khoảng trời mới. No matter xin hãy cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Ngàn nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, nữa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Rider. Vì anh đã chọn vì mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay. Anh quên thời gian chẳng thể nào quên đi được em. Nửa mà đời xin này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác mang em sau này. Làm nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Các anh chị xuống mở đợt garage sale cho em này. Chết rồi, chết tôi rồi, tôi nhớ ra là ai rồi. Quang Anh, quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên. Chào con. Dạ, chào chú ạ. Bây giờ không thể nào xưng là chú Trấn Thành được. Trời đất, gặp lại lạ quá. Chưa một bạn nào mà ông này đạp từ đầu đến giờ mà ông cảm thấy hứng khởi như thế. Mà lần đầu mà em thấy anh Thái chọn cái thể loại nhạc này luôn là biết là tới cỡ nào rồi. Nhưng mà các bạn ơi, như các bạn hơi vui mừng lẹ quá. Chúng ta chưa coi vote của khán giả thì phải. Không, với cái hiệu ứng nãy giờ thì em nghĩ không thể nào dưới 50% được. Em coi đi rồi em nói chuyện tiếp với tôi nè. Mời bình chọn. Yes sir. Biết nói gì đây, 93%. Với một cái nhân tố mà vừa đẹp trai, hát hay, rap còn có nhiều tiềm ẩn thế này thì các ông cho một cái lý do thuyết phục để có thể về nào. Anh chỉ có một cái feedback cho em đấy là Rider got the bang, no cap. Yeah. Anh xem em, anh liên tưởng đến một pop star là Kid Laroi. Dạ đúng rồi, em đấy là thần tượng của em ạ. Yeah. Let's go, yeah. Mời anh, mời nữa đi. Em mà về đội anh ý khả năng em hát hook cho anh ý thôi.
Anh nghĩ là hay kiểu ấy, trong cả sự nghiệp của anh nghĩ là thường thường là sẽ có Hoàng Tôn này, GC Hưng là những người hát hook rất hay. Không biết đâu, anh Bâu lại muốn nâng cấp bản thân, lại muốn tự hát thì sao, đúng không? Anh nghĩ là em là một người quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Quán quân của một chương trình mà lại còn biết đóng tune, chơi melodic theo New School. Đúng rồi. Tất cả mọi người ở đây anh thề bất cứ ai muốn em vào trong đội. Anh cảm ơn nhé. Không mà bạn này có một bước phát triển vượt bậc luôn ấy. Năm đó anh cũng làm MC, bạn này là thí sinh. Và cái cách bạn thi thôi là bạn đã rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà bẵng đi một thời gian mình không thấy bạn xuất hiện nữa. Mình không biết bạn làm gì trong những năm đó mà bây giờ bạn trở lại đây với một cái diện mạo hoàn toàn mới, mà với rap nó mang một cái thái độ hoàn toàn khác với những gì bạn đã làm trước đó. Dạ, rất là ngoan một em trai. Cũng cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nữa. You can tell he's special. The sound is mainstream and you can see the crowd, everybody already loves him, so I already know he's gonna do good. I'm gonna help just mold to a bigger stage where you could go, you know what I mean? Mm-hmm. So like, big energy. Yeah. Your cadence, the way you flow, I could tell it's really mainstream, it's good. Yes. Đi rồi. Không nghe được rồi, chắc it's not meant to be, bro. Không có duyên với nhau rồi. Cái đó là do ăn ở đây mà. Anh em cứ nói tiếp đi ạ. Ờ kệ đi, không sao đâu. Mất đi một và huấn luyện viên cũng không thành vấn đề. Anh rất là muốn em về với đội của anh. Tại vì em sẽ giúp được tất cả những bạn thí sinh về mặt melodic. Vì em là một người sở hữu cái đấy rất là giỏi. Và hôm nay em còn làm một cái điều đặc biệt nữa. Em không cần ca sĩ hỗ trợ luôn. Em cần luôn đoạn đấy. Quá đặc biệt đúng không? You're already you. I can tell by everybody that you're already big on what you do. I feel like with me, I mean, I'm just gonna help, you know, do what we do, man. This music, you know? Sorry. Em thấy là em đặc biệt tới cái mức mà anh ghi như đây và anh đang rất đau khổ về cái việc thiếu thốn từ ngữ để thuyết phục em đây. It don't matter. Phiri nó vẫn chưa nói được. Em có trợ giúp không? Cho mượn này. Thế như thế này, mọi người đều biết em rất là tài giỏi rồi. Nhưng mà however, chúng ta đang kiếm cái gì? Chúng ta đang kiếm ai là người hợp với em nhất? Người hợp với em nhất ở đây về cái style chỉ có anh mà thôi. Chuyện thế ghê. Anh thì anh nghĩ chỉ hợp style tóc thôi, nhạc thì chắc. Còn lại giống ai? Kìa mặc Dirty Coin rồi anh còn hỏi gì nữa. Look, em mặc Dirty Coin, anh mặc Dirty Coin luôn, so. Nếu mà em về đội của anh và World Cup không những có thể làm em thành một rap star mà làm em thành một pop star luôn. Rồi Tì thấy sao, nói luôn đi em. Cái anh muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ với âm nhạc của em. Rất nhiều người thành công từ khi còn nhỏ và họ đã không bước qua được những cái cám dỗ đến với mình một cách quá hào nhoáng. Anh bất ngờ em ở cái cách em nuôi dưỡng âm nhạc. Em đã thành công khi mà em đọc quán quân, em không hoạt động nhiều. Khi mà em lớn lên, khi mà chất giọng em vỡ, em gặp phải vấn đề gì và em luyện tập từng ngày để ngày hôm nay em lên rap Việt, em thể hiện mình. Cái chặng đường đấy anh là người có thể feel được. Và cái hồn với âm nhạc của em thực sự là nghiêm túc. Anh rất respect cái điều đấy từ em. Yes sir, em cảm ơn anh nhiều. Không mà thật sự em biết không, cái khó cho những cái thần đồng trẻ đó là cái hình tượng mà bạn người ta tạo ra và làm ra một cái điều phi thường, cho nên cái hình tượng đó nó in sâu vào đầu người ta. Ngay cả cái anh mà đóng phim Home Alone, ngày xưa mình thích ảnh vô cùng nhưng ảnh lớn anh cũng không thể vượt qua được cái hình tượng của ảnh. Mà ngay cả Quang Anh như vậy, tôi cảm thấy rất là thích thú bởi vì bạn ấy không còn là một cái version nào khác mà bạn ấy biết là một version hoàn toàn không liên quan. Đó là cả một sự phấn đấu và thay đổi về cả ngoại hình lẫn tư duy. Đây là một điều đáng khích lệ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đây là một minh chứng nữa để cho thấy là hip hop saved my life. Yeah. Yes sir. Ok, bây giờ mình có 4 huấn luyện viên lựa chọn. Giám khảo sẽ hội ý để đưa bạn về với một đội nào đó. Bây giờ mỗi giám khảo sẽ đứng một phía, chỉa tay ở phía người nào thì em sẽ thuộc về đội người đó. Chiêu trò dễ sợ không? Năm nay màu mè quá. Ok. Rồi mọi người cúi xuống hết ạ. Và thí sinh Rider sẽ về với đội của huấn luyện viên. 3, 2, 1. Andre Ryan. Sao lại đưa về Andre?
Không phải mọi người thấy Andre chưa có thí sinh nào mà mọi người có thể ấy được. No complaint. Đó là định mệnh. Một lần nữa chúc mừng Ryder về với Andre Ryan. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng VN.